hội trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng của hội nhiệm kỳ qua được đại hội đúc kết đầy đủ và sâu sắc. Những bài học và kinh nghiệm quý báu đó là những giải pháp là động viên động lực để hội thực hiện thắng lợi chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích to lớn mà hội đồng rất xuất sắc nước tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kính thưa toàn thể đại hội, bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích làm rõ hơn một số hạn chế, đó là công tác tuyên truyền giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu công tác nắm bắt định hướng tư tưởng du lịch trong đồng bào từ lúc chưa kịp thời. Một số phần tử mà xuất sải quá lúc chưa phát huy đúng mức tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tham gia xây dựng bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những tập quán lạc hậu mê tín dị đoan, phối hợp giải tiến nói chữ viết của dân tộc Khmer tuy có quan tâm nhưng có lúc có nơi chưa đáp ứng nhu cầu, thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng các khóa chùa đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu văn hóa có mặt đạt hiệu quả chưa cao. Thưa toàn thể đại biểu đại hội, nghị quyết đại hội lần thứ 9 đại hội tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu phấn đấu trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Vì vậy, trong thời gian tới đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới đòi hỏi các cấp các ngành, trong đó có hội đồng rất xuân sảy nước tỉnh cùng nỗ lực phấn đấu để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Để thực hiện khác cho có tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng đại hội quốc trưởng với nội dung đoàn kết kỷ cương yêu nước, xây dựng tỉnh trà Vinh giàu đẹp văn minh. Đây là thông điệp và mong muốn của đảng bộ tỉnh gửi đến đại hội và sẽ đồng hành tạo mọi điều kiện để hội đoàn kết xuân sảy nước tỉnh không ngừng đổi mới sáng tạo trong hành động để vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ được xác định trong báo cáo đã được thông qua tại đại hội. Tôi lưu ý thêm 7 vấn đề để ban chấp hành đại hội mới cần tập trung và thực hiện như sau. 1. Các hoạt động của hội phải luôn bám vào phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đoàn kết kỷ cương yêu nước, xây dựng tỉnh trà Vinh giàu đẹp văn minh. Ban chấp hành hội đoàn kết xuân sảy nước tỉnh phải phấn đấu với tinh thần quyết tâm nghị lực cao, thực hiện các chức năng nhiệm vụ vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tốt vai trò đồng góp trong công tác tuyên truyền vận động giáo dục tăng tín đồ phật tử nam tông Khmer, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, lãnh đạo các vị sư sãi a gia cùng đồng bào phật tử phát huy truyền thống yêu nước và kết hợp hài hòa giữa đạo và đời. 2. Tăng cường công tác hoạt động tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong các vị chư tăng đồng bào phật tử, nhất là lực tôn tín ngưỡng tôn giáo, lực an toàn giao thông đường bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của chư tăng đồng bào phật tử, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với chính quyền các ngành chức năng, từ đó đề xuất phương án khả thi giải quyết kịp thời nhằm đem lại hiệu quả tốt hơn trong việc thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo tại địa phương. 3. Kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để kích động gây chia rẽ đoàn kết toàn dân tộc, toàn dân tôn giáo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao để mẫu cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, đồng hành với các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng và phát huy nền dân
hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường giảng dạy ngữ cách Khmer, chương trình Pali Khmer, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, những giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Một, phát huy tinh thần nghĩa nước khát vọng xây dựng đại dinh giàu đẹp văn minh, phát huy hơn nữa vai trò của hội đoàn kết sư sãi nghĩa nước của tỉnh Mekong Phật giáo Nam Tông Khmer tại đại dinh chủ trì và ban quản lý chùa chăm lo xây dựng củng cố và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, cùng với chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, báo cáo phản ánh kịp thời tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề phát sinh, kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Năm, thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện kinh tế xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, vận động tuyên truyền trung tâm Phật tử thực hiện đồng bộ có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 6. Nhân dịp này, tôi yêu cầu các ngành chức năng tỉnh, các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tôn giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc Khmer đủ quyền số mạnh thị trấn, tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ chức sắc chức việc để góp phần cùng thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách và chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 7. Với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đã được suy cử vào ban chấp hành ban thường trực và chủ tịch hội nhiệm kỳ 2023-2028, phải không ngừng quyết tâm chủ động sớm có những chương trình kế hoạch cụ thể sát tình hình thực tế để triển khai thực hiện thắng lợi phương hướng đại hội đã đề ra. Trên tinh thần đó, chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp của hội đoàn kết sư sãi Trung Đức tỉnh, trong thời gian tới họ sẽ tiếp tục có bước phát triển mới toàn diện và mạnh mẽ hơn, góp phần đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 9, làm cho tỉnh ta nhanh phát triển nhanh và bền vững. Với tâm trạng quý trọng, với niềm tin sâu sắc, tôi xin chúc quý hòa thượng thượng tọa đại đức và toàn thể đại biểu đại hội luôn mạnh khỏe an lành. Chúc đại hội hội đồng cấp sư sãi nước tỉnh lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa toàn thể đại hội, nhân cái đại hội đại biểu hội đồng cấp sư sãi nước của tỉnh thì có đảng bộ tỉnh có tặng bức trướng với nội dung đoàn kết kỷ cương yêu nước xây dựng tỉnh đại dinh giàu đẹp văn minh. Xin mời đoàn chủ tịch nhận cái bức trướng. Xin mời đoàn chủ tịch nhận bức trướng. Yeah, somehow.